Chương trình ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV phối hợp với công ty Quốc Việt Food xin trở lại với phần 2 với món xôi gà roti. Và phần đầu chúng tôi đã nói cách ướp gà, nướng gà. Và dạ, bây giờ là cũng như là mình đảo xôi nè, mình xào xôi, xào xôi lên là cốt xúc gà và nấm đông cô. Dạ. Thương có thể đọc lại cái nguyên liệu để thực hiện món này cho quý vị nào vừa mới mở TV lên. Vâng, vừa mới mở TV lên thì rất dễ. Nước ướp gà thì gồm có cái group là 1 tablespoon nha quý vị, 2 tablespoon cốt xúc gà Quốc Việt, 2 tablespoon nước cam, 2 tablespoon nước tropical juice mà trong đó phải có dứa nha quý vị. Dứa, dâu và chuối, cái đó là cái Thương chọn. Và 2 tablespoon nước cam. Còn rồi 2 tablespoon ô liu, dầu ô liu, cốt xúc gà, nước cam, nước tropical juice trong cái hộp giấy trong tủ lạnh và dầu ô liu, mỗi thứ 2 tablespoon. Và cái group 1 tablespoon là gì? 3 tép tỏi đập dập ra và băm băm, đừng có xay. Và nửa teaspoon tiêu và những cái đầu trắng của hành lá đó mình chẻ ra và mình cho vô nước xúc gà. Mình quay lên, dầu ô liu nó sẽ làm cho cái nước ướp của mình nó rất là đặc. Và mình ướp vào con gà 1 tiếng, ít nhất là nửa tiếng nha quý vị. Mở bếp lên 350 độ và mình nướng từ 45 đến 1 tiếng. Tùy theo, rất là khó để cho mình nói là nướng khoảng bao nhiêu. Nhưng mà tùy theo con gà là chỉ cần 3 pound, 3 pound đến 3 pound rưỡi thôi. Thì là 350 độ và nướng 1 tiếng. Trong thời gian chờ đợi nồi thịt gà đó thì bắt đầu lạp xưởng nè. Quý vị phải khử nó đi bằng cách là mình nấu nước nóng, mình cho tí dầu vào, mình trần lạp xưởng đi và mình đổ nước nóng ra, mình lại cho cái chảo nó khô và mình cho tí dầu vào, mình cho tí rượu. Rượu cooking wine tức là rượu nấu ăn, và mình làm cho cái lạp xưởng của mình nó xém xém như vậy nè quý vị. Còn cái phần xôi, 2 cup nếp nha quý vị, mình ngâm qua đêm. Mà trước khi ngâm phải nhớ rửa đi, vo cho nó sạch rồi. Bắt đầu mình ngâm qua đêm và mình hấp lên khoảng chừng 25 cho đến nửa tiếng. Không có hấp chín, hấp khoảng chừng 9-80%. Và bắt đầu nấm đông cô, mình lấy vài cái nấm đông cô thôi. Mà mình mua nấm tươi thì mình sẽ cắt nửa hạt lựu và mình phi dầu lên cho thơm. Xong rồi mình cho 1 tablespoon cốt xúc gà Quốc Việt vào, mình phi lên cho cốt xúc gà thơm lên. Và sau đó mình cho nấm đông cô vào, mình phi lên xào chung với cốt xúc gà và cho một tí nước vào để cho cốt xúc gà và nấm nó hòa với nhau. Rồi sau đó đó, cái xôi mà mình nấu chín khoảng 80% đó mình trộn lên nè quý vị, mình trộn lên đó, mình trộn lên cho nó ngấm với lại cái nấm đông cô của mình và nước và cốt xúc gà của mình nha. Rồi để đó, bắt đầu cái bước tiếp theo là Thu Hương sẽ cắt lạp xưởng nha, cắt xéo xéo nè quý vị. Cắt lạp xưởng cắt xéo vậy nè, đó này giống như xôi gà, sao có chữ roti trong đó đó ha. Tại vì cái gà này nè mình nướng lên, mình nướng lên làm mình nướng nếu nó như là roti vậy đó Hương Thơ. Đó, rồi lạp xưởng đây mình cắt ra đây nè. Đó. Món này rất là ngon, nhìn chưa gì người mùi thơm phức cả bác sĩ. Rồi, tiếp theo là gì? Đây, tiếp theo là Thương cần cái khay. Ồ, đây, bây giờ khoan đã, cái ở đây là để Thương nói cho quý vị biết rằng là cái con gà mà nãy Thu Hương mới đưa cho vào đó là Thu Hương đang đợi nướng, mà tự vì nướng tới 45 cho đến 1 tiếng lận cho nên nó hao lâu, cho nên Thu Hương phải nướng trước rồi cho quý vị rồi. Nhưng mà trước khi Thu Hương sắp sôi ở dưới đó thì Thu Hương muốn chỉ cho quý vị một cái này. Cái nhóm này là nhóm gì mà chắc quý vị nghĩ rằng là tại sao còn cái group này mà Thu Hương không xài tới? Có xài đó quý vị. Bây giờ nè, cái này là cái nhóm mà Thu Hương sẽ tưới lên cái con gà, cái da gà để cho cái da gà nó giòn nha. Và bây giờ để cho Hương làm cái caramel đi ha. Hương làm cái này, Hương làm cái caramel trước nè. Rồi. Đây là một cái tí dầu trong đây nha. Thu Hương sẽ cho đường vào. 3 tablespoon đường. Đó, 3 tablespoon đường nha. Xong sau đó đó là Thu Hương sẽ làm cho cái caramel để cho Thu Hương tưới lên cái con gà đó cho nó ngon. Cái nước sốt hay làm cái caramel sẵn để trong cái hũ đó. À, mình làm vậy được không? Vâng, cũng được nữa mà cũng dễ làm lắm. Mình để lửa cái đường nó chảy ra nè. Sau khi đường đó nó vàng như vậy rồi nè. Đó, nó vàng như mình ý của mình rồi. Thì Thu Hương cho cái này là 3 tablespoon đường đó. Và Thu Hương cho 3 tablespoon nước vào. Đó là cách mình làm nước màu. Dạ.
Vâng, cho nước vào. Rồi, đó các bạn thấy không? Là Thu Hương sẽ cho cái này nè. Cái này là nước cam nè các bạn, nước cam nha. Nước cam vắt 1 tablespoon. Ha, 1 tablespoon nước cam vắt và 1 tí dầu ô liu cho cái nước sốt của mình nó đặc. Và đây là 1 teaspoon cốt súp gà Quốc Việt. Cái này là mình tưới lên cái mặt của con gà đó các bạn, tưới lên cái mình của con gà. Thấy không, cái nước của mình nó đặc lại rồi đây. Và đừng quên một cái bí quyết nữa là một tí rượu nha, một tí rượu lên. Và ở đây nè Thu Hương có một vài giọt nước chanh, trái chanh đó mình vắt ra để cho chi, để cho cái da của vàng gà của mình nó vàng mà nó giòn, vừa có nước cam và nước chanh, và khoảng chừng 1 teaspoon mật ong thôi. Đó là cái nước này là cái nước mà mình sẽ quẹt lên cái da gà đó các bạn, cho nên nó phải cần nó đặc lại nè. Đây rồi, vậy là được rồi đó. Và Thu Hương tắt bếp đi, Thương tắt bếp đi. Và Thương cho cái gì đây? Cái đầu hành nãy mình lấy mình ướp gà, còn cái cọng hành xanh đó mình cắt nhỏ ra mình cho vào đây. Đó, mình cho vào đây để mình quẹt lên con gà. Thương hết rồi không? Dạ. Dạ vâng. Đây. Rồi. Và bây giờ đó là cái phần mà cái phần mà mình cái con gà của mình đó, mình coi cái con gà mình nó gần chín chưa, nó khoảng cho mình phải canh chừng lửa, mình coi cái thịt gà mình nó có dày lên không, hoặc là cái lườn á nó có dày nó phồng lên, hoặc là cái chỗ mà mình cắt đi cái hai cái chân gà nó có săn lại không, nó có cháy xém lại chưa, thì con gà của mình nó gần chín rồi. Thu Hương muốn làm cho cái nước sốt mình nó sệt một chút. Vậy là Thu Hương tắt đi. Bắt đầu bây giờ nếu mà đợi con gà thì nó lâu lắm, cho nên bây giờ xà Hương đã nướng trước rồi. Cái con gà này là Hương nướng đúng 35 phút nha. Đúng 35 phút. Và đây là cái khay. Bây giờ chị Hương Thơ cầm lên cho Thu Hương đi. Rồi, cầm lên. Và Hương sẽ cho sôi xuống dưới nha các bạn. Đó, cho sôi xuống dưới. Đây, Hương trải ra cho nó đẹp. Tại vì cái sôi đó Hương muốn cho nó xám, nó phải xám, nó vàng ở dưới, nó cháy ở dưới. Đó, nó cháy ở dưới. Cái xôi cho vào. Và đây, xôi này cho vào ha. Và đây là cái con gà mà Hương nướng khoảng chừng 35 cho đến 40 phút. Rồi, bây giờ đến cái phần này. Sau cái xôi này là Hương cho lạp xưởng vô. Lạp xưởng mình che đi mấy cái phần nào mà nó không có gà che lên cái xôi, thì mình xếp lạp xưởng vô. Xếp lạp xưởng vô nha các bạn. Rồi cái này sẽ tưới lên. Đúng rồi. Đó, Hương xếp lạp xưởng vô. Để tại sao? Tại vì Hương không muốn cho cái xôi nó cháy ở trên, mà cho nên cái chỗ nào mà con gà nó không che được cái xôi đó thì mình lấy lạp xưởng mình che lại. Lát hồi nó sẽ cháy lạp xưởng thôi nha các bạn. Rồi. Và cuối cùng nè, Hương sẽ tưới cái này lên. Hương sẽ quét nó lên. Đó, quét cái nước sốt này lên nha. Tắm cho em gà. Tắm trên này, trên mặt cho em gà. Đó. Chị tưới em con gà thôi hay sao? Dạ vâng, chị tưới không, chị làm cho cái da gà nó bóng mà nó mỡ màng lên. Đó. Tại vì trong đây mình có mật ong nè, mình có cốt súp gà nè, và mình ngoài ra mình còn có chanh nữa. Ví dụ như mà mình có thể mình tưới hai dạ, mình tưới 2-3 lần. Nó có nước juice nè, rồi nó có nước cam nè. Đó, cho nên cái da gà của mình đó nó sẽ rất là bóng lên. Và bây giờ đó, Thu Hương để cái này ha. Thu Hương sẽ tắt cái đi, tại vì cái con gà kia phải đợi tới 1 tiếng nó mới chín. Thu Hương sẽ lấy ra và cho con gà này. Và Thu Hương mở cái phần broil, tức là cái phần nướng trên mặt đó. Phần nướng trên mặt chỉ cần có 5 phút thôi là cái da gà của mình nó sẽ rất là ngon. Ok, bây giờ Thu Hương lấy ra nha. Đây nè, muốn khoe với lại các bạn nè, con gà nãy giờ Thu Hương mới nướng được có 20 phút thôi đó, 15 phút thôi đó. Đó, và bây giờ Hương sẽ cho con gà này vào nha các bạn. Đây là Thu Hương broil đó, ok. Rồi 5 phút thôi hả? Dạ, broil nó khoảng chừng 400 độ nha các bạn. Rồi, Thu Hương để này, và Thu Hương tắt này ly, và Hương mở broil. 500 độ nhiều quá, 400, và Thu Hương start.
và cái con gà này nè nó cần thêm 20 phút nữa và mình bắt đầu mình lấy ra và mình quét cái nước cốt lên trên, cái nước sốt của ướp gà lên. Cái hôm nay, cái chương trình hôm nay nó hơi nhiều một tí, nhưng mà khán giả đừng có ngại vì Thu Hương sẽ viết ra từng phần một. Xôi sao, ướp gà bên trong sao, tưới bên ngoài sao, Thu Hương có đầy đủ hết cho các bạn, cho nên đừng có sợ nha. Rồi đây là bây giờ để này qua bên đây đi, để con gà này qua bên đây và mình đợi con gà kia khoảng 5 phút. Ồ, bây giờ là vậy, bây giờ là gà được rồi, bây giờ Thu Hương sẽ lấy ra đây. 5 phút, sau 5 phút sau rồi. 5 phút rồi, các bạn thấy không, da gà rất là bóng bẩy và rất là ngon. Và bây giờ ngon hay không ngon phải để cho Hương Thơ thử, và Hương Thơ sẽ nói cho các bạn biết rằng là ngon hay không ngon nha. Bây giờ Thu Hương sẽ cho ra cái đĩa này ha, cho ra cái đĩa. Và sau khi gà xôi được chuyển nhà từ chảo qua đĩa thì bây giờ phần kế tiếp là phần Hương Thơ thích nhất trong cái show này. Vâng, mời Hương Thơ thử và Hương Thơ cho khán giả biết rằng là xôi gà roti với lại nước trái cây và cốt súp gà Quốc Việt như thế nào. Và phải, nếu mà không ngon thì phải nói không ngon để cho Thu Hương cũng học hỏi nha. Còn nếu ngon là phải nói ngon, và lạ thì phải nói lạ. Ủa sao Thu Hương đưa hai nĩa hai? Đây, đây, thì đây nè, Hương Thơ lấy đi đó. Tự lấy đó hả? Tự vị hả? Tới cái giây phút này là coi như là không ai sợp ai hết đó, là mình tự sợp. Rồi, mình ai nấy ăn vợ. Mình ai nấy ăn. Rồi đây nè, thí xôi. Khi mà mình off air rồi đó thì mình sẽ là ăn thật tình. Ăn nhỏ nhẹ như là ăn nhỏ nhẹ thơ, thấy không? Thấy con gà mềm không Hương Thơ? Rất là mềm. Đây, cho Thu Hương cho nè. Nói chứ cũng không thể nào mà bỏ Hương Thơ được hết á. Đây, quen được chiều rồi. Đó, quen nè nè, con nè, con có đùi gà mềm không nè? Rất là mềm các bạn. Đó, cứ làm theo Thu Hương, 350 độ, nướng 45 phút. Là Hương Rồi, ăn nha. Mời. Hương Thơ sẽ cặp miếng xôi với miếng gà together. Đây là phải mời khán giả chứ. Quên. Xin mời quý vị thưởng thức món gà, xôi gà roti. Xôi gà roti. Và sau khi off air rồi đó, mình sẽ ăn thiệt tình. Đây, ăn cho bộ, ăn nhỏ nhẹ nhất là công chúa. Nhưng mà sao, thấy sao? Cái gà nó, cái xôi nó đậm đà mà nó có cái nước chua chua trong nó thơm thơm á. Gà rất là mềm. Bí quyết gì đây? Nước trái cây tropical juice và cốt súp gà Quốc Việt. Thấy hay không? Rất là lạ và rất là ngon và có nhiều vitamin. Vậy thì cái món xôi gà roti này là các bạn ơi, quên phải ăn cho xong mới chào. Và đây là cô Hồng Loan đã cho mình 2 ly trà trái vải, trà jasmine của cà phê nào và trái vải. Cảm ơn cô Hồng Loan. Ăn xôi thì hơi bất nghẹn nên phải có nước uống. Thôi bây giờ trước khi chúng ta chia tay mình cụng lên một cái. Cảm ơn Thu Hương, cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin mời quý vị thưởng thức món xôi gà roti với chúng tôi và uống nước trái cây. Của trà trái vải, gồm có trà jasmine nè và trái vải nè mà cô Hồng Lan đã chuẩn bị cho chúng mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình, và nếu mà quý vị cần cái ý kiến gì thì xin quý vị email cho mình ẩm thực ngày nay tv@gmail.com và gọi số điện thoại 714-283-3663 extension 321. Tương Thơ và Thu Hương và chương trình ẩm thực ngày nay xin hẹn quý vị vào show tới. Chào. Chào, mình phải uống một miếng. Ngon quá. Tuyệt vời. Xin chào các bạn.